có thấy lạnh không? Như thế nào? Đúng. Lạnh ngắt đúng không? Vâng. Rồi rồi, em bỏ máy lạnh ấy đi. Bỏ ra. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ xử lý chiếu cái đèn sang bên này đi em. Cái mạch máu này nhìn nó chói đấy nhỉ. Đấy thế nào? Cảm giác thế nào? Xì đi em. Thôi có chịu một tí không? Cứ xì ra, cái này rồi nó. Em nhìn này có bảo có hiệu quả không? Chắc chắn hiệu quả, em chỉ có hiệu quả vô lý. Đâu? Sao? Tôi phải chịu một tí nhỉ. Nhớ là theo dõi nhé, bởi vì vùng này nó là vùng cái cơ địa mình sẹo lồi mà. Nên là mình chạy cái máy này mình phải theo dõi kỹ nhá. Nếu mà có gì đấy thì phải gọi cho bác sĩ Hoàng ngay nhá. Cho mình điều chỉnh cho nó tốt nhất. Không đỡ ở đây. Không có cái lý do gì mà không đỡ chạy người hết. Thank you.